Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách độ một cái nguồn tua âm như thế này. Đây là nguồn tua âm 12V. 12V và 12V 10A. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách độ cái nguồn tua âm này thành nguồn tua âm đa năng. Có thể điều chỉnh từ 4V cho tới 12V, 14V đấy. Nói chung là 14V. Thì để làm được một cái nguồn đa năng thì các bạn cần có một cái biến áp như này. Biến áp mà của mình xài là cái con biến áp 10K nha. Đây, trên đây nó có ghi chữ B10K nè bạn. Các bạn lựa cho mình con biến áp 10K hay là các bạn lựa cho con mình cái con biến áp mà để mình coi coi. Hay là bạn lựa cho mình con biến áp E 103 cũng được. Con biến áp 103 giống như có hình dạng như gì nè. Mà trên đấy nó ghi thông số là 103 nha. Thì các bạn lựa con đó cũng được. Mà con đó thì nó rất là nhỏ, nó không thể điều chỉnh được bằng con này. Đối với mình thì thấy con này xài là im nè. Có thể dặn được, điều chỉnh được. Con kia thì khá là khó điều chỉnh. Ở đây thì mình đã có thử gắn một cái con biến trở 103 vô rồi. Thì nếu các bạn muốn điều chỉnh thì bạn phải xài một cái con vít như thế này để các bạn vặn cái biến trở này cho nó điều chỉnh cường độ dòng điện vậy. Thôi nó chỉ nó điều chỉnh hiệu điện thế chứ mình hơi bị lộn giữa hai đó. Đây thì mình đã lắp sẵn một con 103 các bạn. Trăm lẻ ba nha. Nếu mà cái mà con biên trở thật thật thụ của cái nguồn này là con 200 102, con 102 thì nó có điện trở là 200 200 ohm mà. Còn 103 tới 10K, con này cũng 10K luôn mà có thể điều chỉnh được ngon nè, có volume điều chỉnh luôn nè, dẫn tới dẫn lui nè. Thì giờ mình sẽ tiến hành mở cái box box nguồn tua âm này ra và mình sẽ hàn cái con biến trở này vào luôn nha. Rồi thì mình sẽ tiến hành. Đây thì là bên trong là bộ mạch của cái bộ nguồn tua âm đó các bạn. Đây có cái biến trở nè. Hơi lộn, cái này là có một cái gì đó mình cũng không rành. Mà đây có cầu chì nè các bạn. Cầu chì nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn dây cho cái con biến trở này và mình sẽ bắt đầu hàn vào cái mạch của cái nguồn tua âm này. Thì để mình sẽ hàn vào cái này nè. Mình sẽ tháo cái con biến trở cũ này ra và mình sẽ gắn gắn cái đầu của ba cái này vào cái chỗ mà của con biến trở cũ nè. Ba cái chân này nè, ở đây thì có hai cái chân nó liền rồi và một cái chân bên đây. Thì bây giờ mình sẽ kẹp hai cái chân này lại cùng với nhau, kẹp một cái chân dách và một cái chân bên giữa vào nhau và một cái chân bên đây yên lẻ, tạo thành hai cái chân nha. Đây thì chỉ có hai chân thôi. Rồi mình sẽ bắt đầu hàn dây cho cái biến trở này. Thì cái của mình đã zoom hết 2x các bạn nên nó độ phân giải cũng khá là mờ. Mình zoom để cho bạn dễ thấy hơn chút xíu. Đây mình sẽ tiến hành hàn dây cho cái biến trở này nha.
Đây thì mình đã kẹp hai đầu lại nè. Kẹp hai đầu lại thành một cái chân. Đây thì cũng một chân riêng. Mình sẽ hàn dây vào. Thì một cái chân nha. Thì mình sẽ lọn dây vào nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hàn dây thứ hai vào đây luôn. Ok, mình đã hàn xong các bạn. Đây, như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ lòn dây vào cho cái mạch này nha. Bộ mạch này nè. Bây giờ mình sẽ zoom cho nó nhỏ lại. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lòn dây vào trong cái mạch này nha. Thì đầu tiên lấy cái để lòn dây vô cái mạch thì các bạn cần xem coi lỗ này gì không nè. Thì mình sẽ tìm cách nào để lòn cái dây này cho nó gọn nha. Bây giờ như thế này đi. Mình sẽ khoét một cái lỗ bự bự nào đó để cho nó lọn được cái biến trở này vào cái khe này nè, lọt để cho đầu nhô lên để dễ điều chỉnh. Thì giờ mình sẽ tiến hành đục cái lỗ đây. Mình thấy đục một cái lỗ trên đây thì nó mắc thẩm mỹ quá, thì bây giờ mình sẽ đục, không đục nữa, mình sẽ không đục nữa. Thì bây giờ mình sẽ lòn trực tiếp cái dây này vào đây luôn. Để một chút ha, mình gáp lại xong rồi mình gắn cái biến trở này ở ngoài mép của cái khung nha, mép của khung này để mình điều chỉnh luôn chứ mình không có đục lỗ. Nếu các bạn có dụng cụ đục thì bạn đục dễ hơn, cưa đấy, cưa cái thanh nhôm này ra dễ hơn. Còn mình không có dụng cụ cắt nên mình cắt không có được. Mình sẽ lọn dây vào đây trước. Mình sẽ lọn dây vào trong đây đi. Lọn dây đây nè. Lọn dây xong rồi các bạn tiếp tục hàn hàn dây này vào cái chỗ mình chỉ nè, đây cái chân của con biến trở nè. Các bạn tháo con biến trở cũ này ra và lắp cái biến trở 10K này vào nha. Đây một đầu, một cái chân bên đây, một cái chân bên đây. Con biến trở cũ là tới ba chân rồi mà mình làm cho nó có hai chân à. Bạn ghi một chân bên đây, một chân bên đây. Rồi giờ mình sẽ tiến hành hàng luôn. Cái bài mình đã hàn xong các bạn. Ok, lúc nãy thì mình vừa nói với bạn là bạn lòn dây qua đây, các bạn hàn vô cho dễ nha. Thì mình đã hàn xong rồi, bây giờ mình sẽ hàn luôn một cái mạch mạch bon kế vô luôn nha. Để mình kiếm cái mạch bon kế của mình. Đây là cái mạch bon kế của mình. Mình sẽ để link mua cái mạch bon kế này ở dưới phần mô tả video luôn để cho các bạn mua luôn nha. Mà bên cái này giá rất là rẻ, chỉ có mấy chục ngàn đó, mình cũng quên rồi. Giá siêu rẻ luôn. Nói chung là mình mua đồ gì cũng rẻ trơn. Các bạn yên tâm. Mình sẽ mắc nó trực tiếp vào trong cái dưới chân đế của cái nguồn này, đầu ga nè, mình sẽ mắc vào đầu ga nha. Âm dương, bây giờ mình sẽ mắc. Để mình xem coi. Đây. Số 7 nè.
số 7 với số 6 là đầu đầu dương, còn số 5 số 4 là đầu ga. Đúng vậy, lộn. Nói chung là 4 5 6 7 là đầu ga đấy. 7 với 6 là nguồn dương, còn 5 với 4 là âm. Thì mình cứ mắc như thế, chân này nè. Âm âm là bên đây, dương bên đây. Âm thì mình sẽ nói dây âm đây. Đây là dây âm, đây là dây dương. Âm mình sẽ nói bên đây. Âm bên đây nha. Ui. Cái này cũng hơi lẫn lộn đó các bạn. Âm bên đây, còn dương là bên đây. Mình nói lộn rồi. Cái này cũng khá là phức tạp. Đây mình sẽ mắc như bạo luôn. Dương nè. Ok, mình đã hàng xong rồi. Kiểm tra lại rồi đúng không? Sợ mình hàng sai cái nó mạch này nó không có hiển thị. Đúng rồi bạn ơi. Đây đúng rồi đó. Ôi đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình sẽ ra hàng đúng rồi. Giờ mình sẽ gáp cái khung vô luôn nha. Gáp khung vào và test thử coi. Ok, thì khi gáp xong thì các bạn dùng keo nến để cố định cái biến trở này vào cái khung nha. Và cố định luôn cái vôn kế này vào đây luôn. Và sau đó là mình sẽ test luôn. Ok, mình sẽ dùng keo nến để cố định hai cái này vào. Ok, thì mình đã dùng keo nến cố định nó lại xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ gắn dây nguồn AC 220V vào trong hai cái này nha. Và mình sẽ ra mình sẽ ghim vào nguồn 220V, mình sẽ test luôn. Mà mình gắn cái đồng hồ ở đây thì nó hơi bị kẹt cái nắp này nha. Hơi khó để gỡ nắp này ra. Các bạn hãy gắn cái đồng hồ này trên đây hay là đâu cũng được. Miễn sao bạn thấy là được. Bây giờ mình sẽ lấy cái dây nguồn mình gắn vào đây nha.
À, thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái nguồn tôm này nha. Để coi coi anh hiển thị. Để coi coi dòng điện hiển thị độ bao nhiêu nha. Hiện tại là nó hiển thị là 4,15 ohm đây các bạn. Hay lộn 4,15W. Ui mình lộn nữa, 4,15V. Giờ mình sẽ chỉnh nó lên cao lên chút xíu nha. Đây. Đây 7,82V nè. Coi mát là bao nhiêu? Mát là 15V bạn. Nó chỉnh từ từ vậy nè. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn hoàn thành một cái nguồn toa ong đa năng ở đây. Chỉnh điều chỉnh vol lên xuống cũng được nè. Bằng cái biến trở này. Ok. Thì các bạn nếu bạn thấy video này hay thì hữu ích thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe nha. Quên đăng ký video nha. Để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh của mình. Thì bây giờ mình đã hoàn thành cái video này rồi. Và chỉ với mức giá là 2.000 cho một con biến trở này và cái vôn kế này không có cũng không sao, thì các bạn đã có thể chế được một cái nguồn đa năng rồi với giá mức giá siêu rẻ, siêu bất ngờ. Chưa kết thúc video tại đây thì bây giờ mình sẽ đo cái số vôn hiển thị thật sự của cái nguồn này trên một cái máy đo điện nha. Để coi nó có chính xác hay không. Các bạn cái máy của mình nó hơi bị lỏng cái dây ấy nên nó đo không chính xác. Đây kết quả là được 14,73 điểm 2V nha. Cái này thì nó hơi nhích lên tí xíu. Mà coi cứ coi là tạm được đi. Cứ coi là cũng trong tầm đó nha. Ok, mình kết thúc video đây. Các bạn nhớ đăng ký video ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh của mình để mình sẽ có động lực để ra những video tiếp theo hay hơn và thú vị hơn nha. Mình bật mí cho các bạn biết là kỳ tới mình sẽ ra một cái video sự kiện rất là thú vị trên kênh của mình. Các bạn thấy hay thì đăng ký nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye nha.